Hello nha em, chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày nay mình sẽ dẫn anh em cách anh em nhập cái gift code, nhận cái gift code tháng anh em nha, của tựa game Hải Tặc Đại Chiến anh em ạ. Đầu tiên anh em bật quét lên cho mình, anh em đánh cái địa chỉ này vào cho mình nha. Cái địa chỉ này mình sẽ ghi với phần mô tả video này cho anh em. Đó là Hải Tặc Đại Chiến.vn gạch chéo sự gạch ngang tiện gạch chéo chi gạch ngang ân. Sau đó anh em đăng nhập cái tài khoản là anh em chơi game ở đây. Hiện tại là mình đang chơi cái tài khoản này server S3 server Zoro. Hiện tại cấp VIP 5. Wow, ở đây có các mốc VIP nha anh em, nó là quà VIP tháng nha. Thì nó sẽ có các phần có các gói quà VIP cho anh em ở đây. VIP vàng này, VIP kim từ hạng VIP 3 đến VIP 5 là VIP vàng, VIP kim là từ VIP 6 đến VIP 7. VIP kim cương là từ VIP 8 đến VIP 9 thôi, đơn giản nhưng mà nó phần trợ VIP code. Xin chúc mừng bạn đã nhận được code VIP tháng 11. Sau đó thì chúng ta vào cái phần lịch sử chúng ta xem ở đây này. Đó, anh em nhìn thấy không? Có mã code của chúng ta ở đây nha. Đây là tháng 10 này, mùng 5 tháng 11 mình nhận này. Bắt đầu từ hôm nay, từ ngày mùng 5 hàng tháng anh em có thể nhận được cái code này anh em ạ. Em copy mã code này vào cho anh em vào game. Xong chúng ta vào phần nhập code, chúng ta nhập thôi, như đã đây này. Rồi ta ghi code, nhập mã code vào. Rồi qua, ok. Rất nhẹ nhàng, tinh tạo. Anh em nhận được 10 trái ác quỷ, 5 xu siêu cấp. Con ghẻ chưa anh em ơi. Đấy, sau khi chúng ta vào game mà nhập xong thì ta được nhận thêm mấy mã code đây anh em ha. Nhập vào game nhận được 10 trái ác quỷ. 10 trái ác quỷ là khá ngon đấy các bạn. 8 lần 8 tháng như thế nữa là anh em lại thu thập được đủ một cái để anh em mua tiền viên danh SS tùy chọn rồi. Đồng hành cùng với chuỗi sự kiện tháng 11 thì chúng ta có sự kiện Usopp đây. Mình có Usopp ra mắt đây, mình đã review cho anh em ở một vài clip lần trước rồi. Đấy, cái này cần anh em có một chút may mắn quay ra là mấy con tướng này để em đổ này, không cái lệnh truy nã này, triệu hồi được mấy con tướng này lại còn thêm được cả đồ đổ nữa chứ, quá thể luôn. Ở đây có cái chỗ để anh em nâng cấp đồ đổ lên cái đồ 4 sao lên đồ 5 sao này, trang bị xoáy xanh, xong từ đồ 5 sao lên đồ 6 sao. Wow. Xong từ đồ 6 sao lên đồ thuộc tính. Thuộc tính cho từng con. Đồ này mới chất chưa anh em. Mình cũng chưa sở hữu được cái đồ này đâu. Chắc còn khướt. Xong nhìn mấy cái con của mình trông chán nhờ. Em đòi. Mới đang chỉ mặc 4 sao thôi. Cái kẹo thì cường em ơi. Muốn nói luôn. Trá quỷ này thì ngoài mua cái em vé ra thì anh em có thể mua được rất nhiều các nguyên liệu khác như mua mảnh bảo vật này, ví dụ anh em thừa phôi rồi anh em có thể mua mấy cái mảnh bảo vật này cũng được đấy. Bảo vật đồ khoản rất ngon này, mua kim loại, mua gỗ để up chiến hạm, up cái chiến hạm này thật sự là rất lâu nha anh em, nâng cấp được khanh tốn 2100 gỗ vãi cả ship, up một lên sao 2 phẩm 2 quá là tốn thời gian. À, nó lâu à, nhưng mà không up lên thì không thể nâng cấp được mấy cái này cơ. Chiến hạm thực sự nó tăng sức mạnh rất nhiều cho anh em nha, nên cũng cần lưu ý lưu tâm. Quét tắt này thua sức mật nờ, nhưng không sao mà mình thua nhỏ.
thua. Nói như mình chiến thắng bọn này cũng sợ. Không là gì. No, Akanu chết rồi, no. No, 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 no. Tính đi nè, hay thật. Ô, qua này. Thôi, để đánh thưởng lại qua anh em ơi. Không có. Con. Con. Quét thôi anh em ạ. Bia Viễn Trinh đảo trời 25 lần. Em xong chữ quét này rồi. Uầy, 6 độ, 2 độ. Cho mình mở cái tóc tí thì chưa. Nếu tóc cái tí tím này thì cũng bị thứ hỏng anh em ơi. Nếu tóc tí cam này mới hiếm này. Vật. Ba con này ba set đỏ luôn. Nếu con này set 2 sao, 3 sao. Còn lại mấy con mình là nhau set 4 sao. Phùi bắp thật. Giờ lên 5 sao. Set đồ ở đây lên 5 sao. Ồ, lên 5 sao tốn cực luôn. 500 kim kim. 6 sao này. Từ 4 sao lên 5 sao mất 2.500. Ủa, 60 triệu vàng mới đổi được một set. Từ 5 sao lên 6 sao anh em ạ. 100 triệu mới đổi được một set kia. Ủa, vàng thực sự tốn nha. Càng lên về sau không ngờ là đủ vàng luôn. Bây giờ là đủ anh em ạ. Rồi anh em ơi, có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Anh em nhớ làm theo và nhớ nhận quà là code VIP nha. Nếu anh em nào chưa biết thì làm theo clip của mình xin gì đấy. Còn anh em nào biết rồi thì anh em nhớ lúc nào nhận code VIP hàng tháng thôi. Nên được 10 xé quỷ vòng quay siêu cấp. Mình có 76 cái rồi. Đợi đến 100-200 cái rồi. Chia ra. Cái này là 227 cái. Ôi, tức lâu thật. Tức phát hờn đấy nhé. Tích đến phát hờn luôn. Ăn củ hành suốt mấy tháng trời mà không biết sau khi bung lụa bung hết thì có hành hay không. Hạng 3.000.
kịch nếu mà tầm 1 triệu lực chiến thì mình cũng 200.000 lực chiến, gần gấp 10 lần. Sợ dài nữa. Rồi anh em nha, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.